Sau khi chúng tôi đưa ra cái bản hướng dẫn sử dụng cách thức để xây dựng danh mục và cập nhật số dư đầu kỳ cho các số liệu kế toán của đơn vị, chúng tôi sẽ tiếp tục hướng dẫn cho các bạn cách thức để vào cập nhật các cái chứng từ kinh tế phát sinh hàng ngày. Ở đây chúng ta cũng có những người sẽ băn khoăn là khi sử dụng phần mềm chúng ta sẽ không biết bắt đầu từ đâu. Sau khi chúng ta xây dựng được các danh mục và số dư đã được cập nhật thì chúng ta sẽ phải cập nhật các cái chứng từ phát sinh hàng ngày, và cái đầu tiên mà kế toán bận tâm đấy là cái sổ quỹ của các bạn sẽ phải chính xác theo từng ngày mà các bạn cập nhật. Thì ở đây chúng ta sẽ bắt đầu bằng cái chứng từ là phiếu thu tiền mặt, các bạn kích vào thư mục cập nhật số liệu, sau đấy các bạn kích vào chứng từ tiền mặt và tiền gửi tiền vay, chúng ta tiếp tục kích đúc vào phiếu thu tiền mặt. Ở trong màn hình cập nhật này chúng ta sẽ kích vào nút nhập mới. Ở đây các bạn sẽ thấy ở cái ô loại phiếu thu, chúng ta xóa số 2. Chương trình sẽ tự động tìm đến cái danh mục mã giao dịch. Các bạn có thể thấy là ở đây có các cái trường hợp như là thu của một đối tượng khách hàng, hoặc là thu của nhiều đối tượng khách hàng, hoặc là người mua trả tiền trước và thu khác. Trong trường hợp một đơn vị bình thường, chúng ta thường hay sử dụng cái loại phiếu thu là thu của một khách hàng. Đối với các cái doanh nghiệp mà có một người đi thu tiền của rất nhiều các cái khách hàng khác nhau và sau đấy về nộp lại cho đơn vị, chúng ta có thể sử dụng cái chức năng thu khác để có thể thu cho một lúc nhiều đối tượng công nợ khác nhau. Ở đây chúng ta sẽ lấy ví dụ là một cái chứng từ thu cụ thể của một đối tượng khách hàng. Sau khi chúng ta chọn số 2 là thu khác của một khách hàng, chúng ta đến ô mã khách. Ở ô mã khách chúng ta sẽ phải chọn cái đối tượng công nợ. Các bạn khi các bạn enter, chương trình sẽ tự động tìm đến cái danh mục khách hàng. Các bạn có thể thấy ở đây đã có sẵn các cái đối tượng khách hàng, nhà cung cấp và cán bộ công nhân viên. Trong trường hợp đơn vị của các bạn có quá nhiều các cái đối tượng khách hàng khác nhau, hoặc là các cái đối tượng nhà cung cấp, cán bộ nhân viên, chúng ta có thể sử dụng phím F5 để tìm. Ví dụ ở đây chúng tôi ấn phím F5 và tìm các cái đối tượng có tên chứa ký tự hoa ở trong danh mục khách hàng. Chúng ta đánh chữ hoa vào ô tên và chúng ta chọn nhận. Thì các bạn có thể thấy là chương trình sẽ tự động lọc ra cái đối tượng có chữ hoa ở trong ký tự tên khách hàng. Sau đây chúng ta chọn Enter. Các bạn có thể thấy là mã khách hàng và tên khách hàng đã được đưa ra ở màn hình cập nhật. Nếu trong các cái trường hợp chúng ta tìm không thấy cái đối tượng mình cần lập chứng từ, chúng ta có thể quay lại và xóa ở ô mã khách hàng. Chúng ta sẽ truy cập vào danh mục khách hàng, chúng ta sẽ ấn F4 để thêm mới. Ví dụ chúng tôi ở đây ấn F4 để thêm mới một đối tượng là công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên cấp nước. Chúng ta có thể khai báo địa chỉ là số và mã số thuế. Sau đây chúng ta chọn nhận. Chúng ta có thể thấy là trong quá trình cập nhật chứng từ, nếu như các cái đối tượng khách hàng còn thiếu, chúng ta có thể thêm ngay ở trong cái lúc mình đang cập nhật cái số liệu của chứng từ kế toán. Chúng ta chọn Enter để nhận đối tượng là công ty cấp nước. Ở đây người nộp tiền, ví dụ chúng ta sẽ đánh vào là, sau đấy chúng ta sẽ nhập vào cái lý do nộp là tài khoản nợ. Ở đây chúng ta chỉ cần đánh một lần là tài khoản 111. Và các bạn có thể thấy là sau này khi các bạn nhập mới thì cái tài khoản nợ ở cái phiếu thu nó sẽ mặc nhiên là tài khoản 111. Sau đấy chúng ta đánh vào ô ngày hạch toán. Ví dụ ở đây trong cái ngày hạch toán là chúng ta đặt vào cái ngày 01/02/01. Quyển số chứng từ ở đây chúng ta có thể thấy là khi chúng ta, nếu như trong cái quyển số chứng từ của chúng ta có nhiều quyển số chứng từ thì chúng ta có thể Enter và sẽ truy cập vào danh mục sổ sách.
Trong trường hợp mà chỉ có một cái quyển số chứng từ thì chúng ta khi chúng ta enter ở đây, chương trình sẽ tự động lấy ra cái quyển số và cái số phiếu thu đầu tiên sẽ được mặc nhiên là số 1, và sau này khi các bạn nhập mới tiếp một chứng từ mới thì chương trình sẽ được tự động tăng lên một đơn vị, tức là số phiếu thu ở đây sẽ là số phiếu thu số 2. Sau đấy chúng ta đánh tài khoản có vào, ví dụ ở đây là tài khoản 131, chúng ta thu tiền là 5 triệu. Chúng ta đánh vào ô phát sinh có. Ở đây cái phần diễn giải chi tiết của từng chứng từ sẽ chương trình sẽ tự động lấy từ cái lý do nộp ở các bạn cập nhật ở màn hình phía trên. Sau đấy chúng ta có thể enter để tiếp tục chứng từ. Trong cái màn hình cập nhật này các bạn lưu ý ở ô mã công trình, tức là đối với các cái doanh nghiệp kinh doanh xây lắp có thể thu tiền từ những công trình, chúng ta có thể vào cụ thể cho từng công trình, và ở đây để truy cập được vào danh mục công trình chúng ta sẽ phải đánh vào các cái ký tự bất kỳ. Ví dụ ở đây chúng ta đánh vào là các ký tự bất kỳ thì chương trình mới có thể truy cập vào cái danh mục công trình. Dĩ nhiên ở đây các bạn thấy là do ở trong cái danh mục công trình chỉ có một đối tượng mã công trình, nên khi mình đánh bất kỳ một cái phím bất kỳ nào đấy thì chương trình sẽ tự động lấy đúng một đối tượng. Nhưng mà trong trường hợp mà danh mục công trình có từ hai cái đối tượng được khai báo trở lên thì chương trình sẽ tự động truy cập vào trong cái danh mục công trình để các bạn có thể thêm mới. Sau khi cập nhật xong ô này, chúng ta có thể là tiếp tục enter xuống, chương trình sẽ tự động chuyển xuống dòng thứ hai tiếp theo. Nếu như chúng ta không còn hạch toán thêm tài khoản nào nữa thì chúng ta tiếp tục ấn enter, chương trình sẽ mặc nhiên để cái hộp sáng ở cái ô, ở cái nút lệnh số 0, và chúng ta cứ enter thì chương trình sẽ bỏ qua cái lúc nhập tiếp. Chúng ta lưu ý là sau đấy chúng ta enter thì chương trình sẽ tự động lưu chứng từ lại và có một dòng thông báo là chương trình đã thực hiện xong. Như vậy là chúng ta có thể cập nhật xong một cái chứng từ phiếu thu. Chúng ta cũng có thể in chứng từ bằng cách kích vào nút lệnh in chứng từ. Sau đấy chúng ta có thể là chọn các cái mục in. Ví dụ chúng ta ở đây in cho cái phiếu thu có 1/2 trang A4. Các bạn có thể ấn nút xem để xem trước khi in. Sau đấy chúng ta có thể kích vào nút print report để có thể in ra cái phiếu thu. Vừa rồi chúng tôi đã hướng dẫn cho các bạn cách thức để cập nhật một cái chứng từ phiếu thu. Sau đấy các bạn có thể quay ra bằng cách là kích vào nút lệnh quay ra, chúng ta sẽ kết thúc cập nhật chứng từ. Bây giờ chúng tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn cách thức để các bạn có thể lập được một cái phiếu chi. Trong cái phiếu chi các bạn lưu ý là có thể có những cái phiếu chi mà có nhiều hóa đơn giá trị gia tăng. Cũng có thể là có những trường hợp là các bạn thấy là có nhiều hóa đơn giá trị gia tăng nhưng tổng số tiền phí lại nhiều hơn tổng số tiền hàng ở trong các hóa đơn giá trị gia tăng. Ví dụ chúng ta có thể thấy là một cái chứng từ, ví dụ một người đi công tác, người ta có thể đưa về cơ đơn vị mình để thanh toán trong cái trường hợp là có hóa đơn tiền phòng nghỉ nhưng lại không có các cái hóa đơn về các cái dịch vụ như là ăn uống hoặc là cái tiền trợ cấp công tác phí. Các bạn có thể lập một cái chứng từ phiếu chi như sau. Chúng ta kích đúc vào cái biểu tượng phiếu chi tiền mặt, chúng ta bắt đầu nhập mới một chứng từ. Ở đây cái loại phiếu chi thường mặc nhiên là số 8, có nghĩa là kê một cái phiếu chi mà có thanh toán trực tiếp bằng tiền có hóa đơn giá trị gia tăng. Chúng ta cũng có thể chọn các cái phiếu chi khác như là chi cho một khách, nhiều khách, trả trước cho nhà cung cấp. Nhưng trong tất cả những cái mục các bạn lựa chọn này chỉ có cái mục số 8 là các bạn có thể lập một cái phiếu chi mà có thể kê được hóa đơn giá trị gia tăng. Như vậy chúng ta sẽ chọn loại phiếu chi số 8. Ở ô mã khách hàng chúng ta có thể enter để vào danh mục khách hàng. Chúng ta có thể thấy là ở đây chúng ta, ví dụ chúng ta thanh toán tiền công tác phí cho anh Nguyễn Văn A.
chúng ta đánh vào là người nhận tiền là Nguyễn Văn A. Lý do chi là thanh toán tiền công tác phí. Ở đây chúng ta sẽ đánh vào tài khoản có là 111. Ví dụ chúng ta cập nhật vào cái ngày chứng từ là 03/01/2014. Chúng ta có thể thấy là trong cái trường hợp quyển số chứng từ phiếu chi chỉ có một quyển thì như vậy các bạn, khi các bạn enter, chương trình sẽ tự động chuyển xuống số phiếu chi và bắt đầu là số phiếu chi số 1. Chúng ta có thể đánh vào đây là tài khoản 6428. Trong các cái trường hợp như là như thế này, các bạn có thể thấy là ví dụ cái tiền công tác phí thanh toán ở đây là tất các loại là có 6.500.000 đồng. Chúng ta đến cái cột HD, tức là cột hóa đơn, chúng ta có thể thấy là chương trình mặc nhiên để số 0, tức là trong trường hợp này các bạn không cần kê hóa đơn. Nhưng khi các bạn muốn kê hóa đơn nhiều hơn một hóa đơn, các bạn có thể xóa cái ký tự cái số 0 ở cái cột hóa đơn này. Chúng ta enter, chúng ta có thể thấy là ở đây có rất là nhiều các cái mục chọn khác nhau. Thường chúng ta kê trong các cái trường hợp như là có một hóa đơn, chúng ta có thể kê luôn cái mục là cột hóa đơn là đánh số 1 vào để kê luôn hóa đơn. Trong trường hợp có nhiều hóa đơn cùng thanh toán trong một chứng từ, các bạn có thể chọn số 5. Và ở đây khi các bạn thấy là sau khi các bạn chọn số 5 rồi thì chúng ta sẽ enter tiếp theo là để di chuyển đến một cái cột, trong này có một cái cột tài khoản thuế. Ví dụ ở đây các bạn có tổng các cái hóa đơn thanh toán của các bạn có 300.000 tiền thuế, các bạn có thể đánh vào đây 300.000, và khi các bạn enter tiếp theo các bạn sẽ thấy là chương trình sẽ hỏi có nhập tiếp không. Khi các bạn chọn không, chương trình sẽ tự động chuyển sang ô thuế giá trị gia tăng đầu vào để các bạn có thể kê thuế. Cái cột đầu tiên chúng ta cần phải kê là cái cột ký hiệu mẫu số hóa đơn. Các bạn bắt đầu kê theo chứng từ hóa đơn như sau. Ở trên hóa đơn đỏ của các bạn có cái ký hiệu hóa đơn là 01GTKT3-001. Chúng ta lưu ý là ở cái mã tài chính này, chúng ta có thể thấy là ở đây các bạn có thể thấy là được sử dụng 5 mục trong cái thông tư 60 của Bộ Tài chính liên quan đến vấn đề kê thuế giá trị gia tăng. Chúng ta lưu ý là trong cái trường hợp cái đơn vị của mình kinh doanh chịu thuế giá trị gia tăng, chúng ta sẽ kê mã tài chính là số 1. Số chứng từ ở đây chính là số hóa đơn đỏ, chúng ta có thể kê số hóa đơn đỏ ví dụ. Và số series ở đây là số series, các bạn có thể thấy là chúng ta có thể là kê vào theo cái hóa đơn chứng từ. Ngày chứng từ ở đây là ngày ở trên hóa đơn đỏ. Chúng ta lưu ý là chúng ta có thể là ngày hóa đơn đỏ là ngày 31/12/2013. Sau đấy các bạn đến cái ô mã khách hàng. Trong các cái trường hợp khi mà cái đối tượng trên hóa đơn đỏ đã có ở trong danh mục khách hàng, chúng ta có thể đánh vào các cái phím bất kỳ để tìm kiếm. Sau đấy ở ô mã khách chúng ta có thể ấn enter để chọn. Ví dụ ở đây là trường hợp là công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Hải Hà Việt cung cấp hóa đơn đỏ cho các bạn. Các bạn có thể enter và chương trình sẽ tự động lấy ra các cái thông tin liên quan. Trong các cái trường hợp mà chứng từ đối tượng cung cấp hóa đơn đỏ cho đơn vị các bạn này rất ít khi giao dịch với các bạn, và thường thì có thể một vài năm mới cung cấp cho mình một vài cái hóa đơn đỏ, chúng ta không cần thiết phải đưa vào trong danh mục khách hàng. Chúng ta sẽ xóa mã khách và chúng ta có thể đánh trực tiếp tên vào, ví dụ như đây là khách sạn 5 sao. Các bạn có thể thấy là khi các bạn bỏ trống ô mã khách thì các bạn có thể đánh được tên khách, địa chỉ và mã số thuế. Nhưng các bạn, nếu các bạn đã chọn từ danh mục khách hàng thì mặc nhiên là tên khách hàng, địa chỉ và mã số thuế sẽ không được thay đổi. Sau đấy chúng ta sẽ ấn phím Enter và tiếp tục. Ở đây các bạn có thể thấy là
hàng hóa dịch vụ là phòng nghỉ, chúng ta sẽ đánh vào phòng nghỉ, và ở đây có thể là 1,5 triệu cho cái hóa đơn đầu tiên. Và mã thuế ở đây chúng ta sẽ chọn là thuế 10%. Các bạn, trong các cái trường hợp mà cái tiền thuế có những đối tượng cung cấp hóa đơn giá trị gia tăng cho các bạn, có thể là làm tròn số và các bạn thấy là nếu chia theo tỷ lệ 10% thì số tiền thuế có khi là không đúng ở trên hóa đơn, như vậy ở đây các bạn có thể đánh lại tiền thuế. Sau đấy chúng ta sẽ enter tiếp, và để nhập tiếp một cái chứng từ hóa đơn đỏ tiếp theo chúng ta ấn phím F4 để thêm mới, và chúng ta thấy là ở đây chúng ta đánh vào để cập nhật số hóa đơn tiếp theo. Các cái thông tin ở trên hóa đơn này các bạn có thể sử dụng phím Ctrl C để copy. Ở đây chúng ta sẽ có hóa đơn thứ hai. Ví dụ hóa đơn thứ hai là có ngày chứng từ trên hóa đơn đỏ là 2013. Chúng ta có thể chọn đối tượng từ danh mục khách hàng. Ở đây chúng ta sẽ chọn công ty trách nhiệm một thành viên Hải Hà. Chúng ta tiếp tục đánh vào đây là cũng là tiền phòng nghỉ. Ở đây chúng ta sẽ đánh vào tiếp là 1,5 triệu. Các bạn có thể đánh trực tiếp mã thuế 10% vào ô mã thuế, chương trình sẽ tự động tính ra. Khi các bạn nhập xong số liệu, các bạn có thể nhìn thấy ở đây là có hai dòng tổng tiền thuế là 300.000. Nhưng các bạn ở bên cái phần hạch toán chi tiết, các bạn có thể thấy là cái ở sau cái cột tiền thuế này, các bạn có thể nhìn thấy ở đây 300.000. Nhưng trong các cái trường hợp mà khi các bạn kê thuế không đủ 300.000 này, chương trình sẽ không cho các bạn lưu. Ví dụ ở đây các bạn nhập vào là 149.000 tiền thuế, các bạn có thể thấy là tổng tiền thuế ở phía dưới này là 299.000. Khi các bạn kích sang cái phần chi tiết hạch toán, các bạn có thể thấy thuế ở đây 300.000. Lúc đấy chúng ta ấn vào nút lưu để lưu chứng từ thì chương trình sẽ không cho các bạn lưu. Như vậy bắt buộc các bạn sẽ phải đánh cập nhật chứng từ với số liệu thuế là chính xác, đủ 300.000 các bạn mới có thể là lưu chứng từ lại. Sau đấy chúng ta có thể ấn nút lưu chứng từ để nhập để lưu chứng từ lại, và như vậy chúng ta có thể in chứng từ. Các bạn cũng có thể chọn mẫu báo cáo, các bạn có thể in cả trang A4 hoặc là 1/2 trang A4 ở đây. Sau khi chúng tôi hướng dẫn cho các bạn cập nhật xong cái phiếu chi tiền mặt thì các bạn có thể thấy là đối với chứng từ của ngân hàng các bạn cũng lập giống như các cái chứng từ phiếu thu phiếu chi tiền mặt. Chỉ có một cái lưu ý thay đổi của các bạn là ở đây khi chúng ta nhập mới tài khoản nợ của giấy báo có thu của ngân hàng, tức là chúng ta sẽ hạch toán vào tài khoản 112, và ở đây chúng ta sẽ chi tiết ra tài khoản 112 cho từng ngân hàng khác nhau, và mọi cái thao tác đều giống như phiếu thu tiền mặt. Giấy báo nợ của ngân hàng cũng mọi thao tác các bạn có thể lập giống như phiếu chi của tiền mặt. Như vậy là chúng tôi đã hướng dẫn cho các bạn cách thức để các bạn có thể cập nhật xong cái phiếu chi tiền mặt và phiếu thu tiền mặt.